Chương 801. Đại Hắc là ai? Thượng Bạch Hạo, ta thích ngươi. Câu nói này làm Bạch Tiêu Thuần suýt khóc. Bạch Hạo nghe xong cũng run rẩy, lòng bi thiết. Tên của mình thực bị Sư Tồn chơi hỏng. Mặt Trần Mạn Giao cao mày nhìn sang. Hứa Giản trực tiếp làm đầu óc Bạch Tiêu Thuần càng lớn. Hắn tuyệt vọng phát hiện ra mình đường đường là vạn phu trưởng, đại tổng quản thành cự quỷ, là nhân vật nổi tiếng man hoang. Hắn dám trói chằm thiền kiều đấu với thiền nhân, cũng là từng vỗ đầu bán thần vương gia. Nhưng mà nhắc đến tình yêu nam nữ thì hắn té nhào. Ngày hôm nay hắn không biết mình vượt qua như thế nào, chỉ nhớ rõ Hứa San cùng Trần Mạn Giao không ngừng phát sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau, thật vất vả chịu đựng được đến hoàng hôn. Bạch Tiểu Thuần đóng cửa hàng thật sớm. Lúc Hứa San và Trần Mạn Giao rời đi, hắn đứng nơi đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà vẻ bi phẫn. Ta đường đường là tình thánh. Bạch Tiểu Thuần bi thường không có tự đắc như trước, mắt chỉ là bất đắc dĩ cực điểm. Tại sao lại vậy? Năm đó Tống Quân Huyền, Hầu Tiểu Muội suýt chơi chết ta. Ta đến man hoang đã đủ cẩn thận, sợ mình quá ưu tú hấp dẫn nữ hải khác. Ta dùng bộ dạng đồ nhi Bạch Hạo không có che lấp được dung nhan tuấn tú mình. Vì cái gì ta vẫn được người khác ưa thích? Trời xanh ơi, sao đối xử với ta như vậy? Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực dậm chân, bộ dạng oan khuất kêu trời trách đất. Trách đất lắng nghe tiếng lòng mình. Hồn Bạch Hạo bên cạnh mở to mắt nghe Sư Tôn nói lời kia, thần sắc bực bội và bất đắc dĩ. Hắn sờ sờ lên mặt mình, cố tình đi phản bác Sư Tôn. Nhưng thấy bộ dáng Sư Tôn hiện tại không quá bình thường, hắn do dự cũng lại im lặng không nói. Chẳng lẽ thực sự ta ưu tú tới mức xuyên việt thời không, siêu thoát tất cả, chỉ dựa vào khí chất, dựa vào linh hồn thuần khiết của ta làm vô số nữ hài tử ái mộ ta hay sao? Bạch Tiểu Thần phẫn uất liên tục đấm ngực dậm chân. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thần ta thật đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ưu tú không phải là cái tội của ta. Bạch Tiểu Thần dùng sức lắc đầu. Vào lúc hắn cảm khái, hồn Bạch Hạo không thể nhịn nổi nữa. Hắn bị lời Sư Tôn kích thích không kìm được, lúc này đứng dậy nói một câu: Sư Tôn, ngươi đang tự trách mình hay khoe khoang bản thân? Bạch Tiểu Thần quay người trừng mắt nhìn Đồ Nhi. Đồ Nhi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sư vì sư đang là uôn dâu thực sự sao? Ngươi không hiểu đâu Đồ Nhi. Ngươi không biết năm đó lúc vi sư là phàm nhân phiền não, những nữ hài trong thôn, đại hòa, đại hoàng, đại hắc, các làng đều yêu thích ta, mỗi ngày đuổi theo ta, ta cự tuyệt vô số. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang thần thái hồi ức nội tâm đau đớn. Hồn Bạch Hạo là đứng cạnh, nghe xong ngơ ngác, suy nghĩ cái tên đại hoa kiểu gì giống tên con mèo, mà đại hoàng là tên con chó, thế đại hắc là tên con gì? Hắn nghĩ cả buổi cũng không có nghĩ ra. Là cô lương nào lại mang cái tên đại hắc? Ta cho rằng mình sau khi bước vào tiên đồ có thể từ này không hấp dẫn nữ hài chú ý. Người không biết đâu, không bao lâu sau, Hầu Tiểu Muội vừa ý ta, Tiểu Đố Đố cũng vừa ý ta. Ta rơi vào đường cùng, trốn đi Huyết Khê Tông. Ta nào biết Tống Quân Huyện cũng vừa ý ta. Bạch Tiểu Thuần không biết hồn Bạch Hạo nghĩ gì, liên tục cảm thán đời bất công. Ta có thể làm sao cũng không muốn vậy mà. Vì vậy ta đi, nằm mơ không ngờ lúc đến nịch nghịch Hà Tông, ngàn vạn nữ tử đưa thư tình cho ta. Đổi nhìn người nói xem, tại sao trời xanh cho ta ưu tú đến thế? Rốt cuộc là vì gì? Bạch Tiểu Thuần thổn thức nhìn trộm hồn Bạch Hạo, ban đầu hắn giàu dí thật. Hắn vừa nói vừa kể là không hiểu thế nào biến thành đắc ý, thậm chí bộ dáng đắc chí. Hồn Bạch Hạo khổ sở bất đắc dĩ nhìn Sư Tôn, không tin nơi này. Hắn còn không biết Sư Tôn đang chờ hắn, làn ra vẻ mặt không tin. Nháy mắt hồn Bạch Hạo ra vẻ mặt không tin. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, sau đó là thanh âm ào ào trong phòng. Hơn vạn lá thư tình hồng đổ ra trên đất, chồng chất thành núi nhỏ. Bên trên không ít lá thư tình còn gấp hình trái tim. Người xem đi. Bạch Tiểu Thuần dùng bi vẫn che giấu đắc ý. Hồn Bạch Hạo giật mình sững sờ một nát, hít khí lạnh, đầu óc trống rỗng và nghẹn họng nhìn chân chối, mắt mang mờ mịt cũng không dám tin tưởng. Thưởng thức biểu lộ đặc sắc của Đồ Nhi, lòng hư vinh của Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn rất lớn. Cẩn thận thu hồi lá thư tình, suy nghĩ có nên tìm thời cơ thích hợp lại dùng tiếp
càng nghĩ mình là sư tôn nên có việc gì để cho Đỗ Nhi sùng bái, cho nên phải thường xuyên cho Đỗ Nhi biết sự lợi hại của sư tôn như hắn. Không quan tâm tới hồn Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần phát sầu đứng tại chỗ. Sau nửa ngày hắn chỉ là buồn bực quay vào phòng, ngay cả đêm nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng và dùng nghiên cứu hỏa diễm 17 mẫu giết thời gian. Nhưng mà chuyện này cuối cùng cũng không thể tránh né. Ngày hôm sau, Hứa San cùng Trần Mạn Giao nối gót tới. Nhất là Hứa San, tính cách nàng bá đạo, trực tiếp ngồi bất động bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đi đến chỗ nào thì nàng theo tới đó, dường như đang nói với mọi người đây là nam nhân của ta. Thỉnh thoảng nàng nhìn sang Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao làm như không thấy, khi thì mỉa mai vài câu. Thường thường, lúc nói vài câu thì Hứa San trực tiếp quát lớn, bộ dáng muốn tiến đến động thủ, muốn làm Bạch Tiểu Thuần là run rẩy tranh thủ đứng ra khuyên can. Hồ Bạch Hạo cũng lo lắng ngãi hùng, hắn không thể quản chuyện hai nữ. Ghi nhớ rõ, chính mình là hồn nô khô khan không nên tham dự. Xem ra Hứa San kia cũng là sư mẫu. Bạch Hạo thở sâu hạ quyết tâm làm bộ dáng hồn nô mặt không biểu tình, tuyệt không để người khác nhìn ra sơ hở. Chương 802, Đại Hắc là ai? Hạ. Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình để ý đến Bạch Hạo. Cảm giác tóc mình là bạc hơn một chút, nhưng hắn chỉ có thể trấn an hai nữ. Dù sao cửa hàng này là tâm huyết của hắn, hắn lo lắng hai cái lữ tử này đánh nhau là phát sinh phá hư kinh người, cửa hàng của mình lại bị tai họa. Một ngày hai ngày hắn có thể can ngăn. Theo thời gian trôi qua lửa tháng sau, Bạch Tiểu Thuần sắp điên. Hứa San cùng Trần Mạn Giao rất nóng tính, càng ngày càng náo lớn hơn. Rốt cuộc ngày hôm nay, hai nữ bộc phát ra mâu thuẫn. Trần Mạn Giao, người là tiện nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hứa San, đừng có dùng thân phận của mình áp người trong mắt của ta. Ngươi chính là nhà đầu ngu xuẩn, chỉ biết đánh giết mà thôi. Hứa San và Trần Mạn Giao chăm chăm nhìn nhau, lập tức muốn ra tay. Trong cửa hàng hiện tại không ít hồn tu lùi một bên xem náo nhiệt. Thậm chí ngoài đường cũng có người dừng chân đứng xem. Nhiều người thường xuyên tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần để xem chuyện này, bởi vì xem thật đã ghiền. Bạch Tiểu Thuần trong phòng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu, nghe ngoài ồn ào thì hắn run rẩy sắp khóc. Lúc này nào ra ngoài, đứng giữa Hứa San cùng Trần Mạn Giao, tận tình khuyên bảo hai nàng. Lúc này hắn khuyên bảo cũng vô dụng, vào lúc hai lữ tử muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần bị áp lực lớn hơn nửa tháng đè nén, rốt cuộc không có thừa nhận nổi, hét to. Đủ rồi! Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần lớn như sấm truyền khắp tứ phương. Lúc này không ít khách hàng và hồn tù đứng ngoài cửa hàng giật mình. Tinh thần họ vô cùng hưng phấn. Thẩm Hồ Trỏ hay sắp bắt đầu. Lúc ánh mắt mọi người sáng ngời nhìn vào, Hứa San và Trần Mạn Giao bị Bạch Tiểu Thuần hét to chấn nhấp lập tức nhìn sang hắn. Hứa San, ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ta ở điểm nào? Bạch Tiểu Thuần thở sâu đầu tiên nhìn Hứa San. Hứa San vốn hung hổ, nghe thấy lời này liền xấu hổ cúi đầu một cách hiếm có. Nhiều người nhìn như vậy, thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần lại nhức đầu, hắn ấy bả vai Hứa San, nhìn sang thẳng mặt Hứa San lại nghiêm túc hỏi, nói ta biết người thích ta đều là ta sau đó nhất định sẽ sửa. Hắn vừa nói lời này, đám người bên ngoài cười vang, sau đó dùng ánh mắt hứng thú nhìn xem thế nào. Hứa San ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần, mắt thầm thúy nằm. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không đành lòng đối đãi với lữ tử yêu thích như vậy. Nhưng mà lúc này Hứa San bỗng cười lớn, ta thích điểm này của ngươi. Nghe xong, Bạch Tiểu Thuần là trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí Hứa San nói xong, nàng lưng tay lên, không còn là Bạch Tiểu Thuần cầm bả vai nàng, mà nàng ôm lấy vai Bạch Tiểu Thuần, hôn lên má hắn. Lúc này mới lùi ra sau cả, nói lớn, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lập tức kêu trời trách đất, bị Hứa San đánh bại triệt để, chỉ có thể quay đầu nhìn Trần Mạn Giao. Lúc muốn lên tiếng chúi tới Trần Mạn Giao, dùng cái vẻ mặt như cười mà như không nhìn hắn, Bạch Tiểu Thuần cảm giác nội tâm biến thành yếu ớt. Muốn đánh các ngươi ra ngoài mà đánh. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sắc mặt đau khổ, cảm giác mình không có biện pháp với tình yêu nam nữ. Lúc này buồn rầu lắc đầu quay về trong phòng, nội tâm hắn thề dù bên ngoài có đánh hung ác cũng không ra. Nhắc tới cũng kỳ, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không bước khỏi phòng, Trần Mạn Giao cùng Hứa San lại không đánh. Bọn họ tự mình chiếm cứ một góc trong cửa hàng, dường như niềm vui thú các nàng không nằm trên người Bạch Tiểu Thuần nữa. Lúc này là tỉ thí với nhau, phương thức tỉ thí rất đơn giản, xem ai bán được nhiều hồn dược hơn. Vì vậy khách hàng đi vào cửa hàng liền lựa chọn, là lựa chọn mua sắm idol đại thiên sư hay ái nữ vương gia. Họ thì xoắn xuýt tật. Cũng may cửa hàng là có hồn Bạch Hạo, vì vậy những người này lập tức chạy tới chỗ hồn Bạch Hạo mua sắm.
Thời điểm này Bạch Hạo cũng chờ mong, cũng lo lắng. Hắn xem như là rời đá nện chân mình. Lúc trước hắn không tham dự vào, bày ra bộ dáng chết lặng làm hồn bộc, chỉ biết tuân theo chủ nhân phân phó. Nếu vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đi vào trong phòng lập tức nòi đuôi, vì vậy đành phải kiên trì thừa nhận ánh mắt như lưỡi kiếm của hài nữ. Hắn không thể không run rẩy mà tiếp đãi khách, có thể nói ra là sinh ý rối loạn. Trần Mạn Gia và Hứa Gian cũng nhào nhào với nhau, lại phát động nhân mạch và thế lực. Bọn họ gọi người trong thành Khôi Hoàng, lại gọi từ người thành Linh Lâm, cho nên nhiều hồn tu vốn là không tới, vẫn phải mua sắm hồn dược của hai nữ tử. Hơn nữa bộ dạng sảng khoái ra tay hào phóng, điều này gián tiếp là gia tăng tiền lời của cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Tiền lời tăng vọt mỗi ngày trong đêm. Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hạo nói tiền lời mà hắn kinh hãi không thôi, cuối cùng thở dài, túy để việc này phát triển, chính mình trong phòng không bước ra. Ngày đêm nghiên cứu hỏa diễm 17 màu, hắn dần dần nắm giữ được hỏa diễm 17 màu, thậm chí ngẫu nhiên có thể thử luyện chế. Mặc dù đều thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng mình sắp luyện hóa ra hỏa diễm 17 màu. Nhưng càng ngày càng có phiền toái xuất hiện sau khi xảy ra chuyện này. Vào lúc Trần Mạn Gia và Hứa San tới nơi này hơn nửa tháng, chuyện này truyền ra, nhất là hai làng vì bán hồn dược nên là đối chọi gay gắt. Việc này truyền đến ra ngoài oanh động quyền quý thành Khôi Hoàng. Phải biết Trần Mạn Gia cùng Hứa San là thiên kiều, thiên chi kiều nữ trong quyền quý man hoang. Dù thân phận là gia thế hoặc thực lực bản thân, tài tình tướng mạo đều là số 1, số 2. Nữ tử như vậy là vô số người theo đuổi. Thậm chí có người đặt hai nàng song song với Hồng Trần nữ, được xưng là tam đại thiên nữ man hoang. Không phải không có nữ tử xinh đẹp khác như các nàng, hiển nhiên bởi ba người chính là đỉnh cấp trong mắt người khác. Ngay cả hoàng tử cũng bị hấp dẫn, có thể thấy được một hai. Có quá nhiều người theo đuổi các nàng. Trước đây Bạch Tiểu Thuần bởi dây dưa Hồng Trần nữ, không ít người nhìn hắn không vừa mắt, biết rõ hắn là người cự quỷ vương khâm định đạo lữ Hồng Trần nữ cho nên khắc chế. Chỉ là hôm nay Trần Mạn Giao Hứa San xuất hiện, hơn nữa đám người theo đuổi các nàng không bỏ qua, liên tục tìm hiểu, thậm chí là một chút người tự tới khu 89 chứng minh việc này là đúng. Chương 803. Chúng ta đi trừ hại cho dân. Hắn thấy Trần Mạn Gia và Hứa San vì tình nhân tranh giành cây kìm cọng sâu, nội tâm những người này là ngọn lửa vô danh cháy hừng hực. Đồng thời lại cảm thấy Trần Mạn Sao những chuyện làm này hoàn toàn không giống ấn tượng mọi người bên nàng, đồng thời càng hâm mộ ghen ghét Bạch Tiểu Thuần. Cũng may danh tiếng Bạch Tiểu Thuần đâu có nhỏ, hắn thể hiện chiến lực cường đại trong luyện hồn hồ. Ngày đó ngay cả luyện ra hỏa diễm 18 màu đều bị người khác kiêng kỵ. Nhưng qua việc này, khác với lần trước, lúc này dư luận bị người có tâm dẫn đạo truyền bá trong quyển quý thành Khôi Hoàng càng ngày càng nghiêm trọng. Lời đồn đơn giản trực tiếp nói chuyện trong luyện hồn hồ, lời đồn điểm ra vì sao Trần Mạn Giao khác thường với Bạch Hạo, đó là bởi vì trong luyện hồn hồ Trần Mạn Giao bị trói, sau đó là cô nam quả nữ với Bạch Hạo. Bản thân Bạch Hạo tại cự quỷ thành có tiếng xấu cướp đoạt thê tử người khác, có thể thấy hắn là kẻ háo sắc, gọi hắn là dâm ta còn chưa đủ, đặt một mỹ nhân tuyệt thế như vậy cạnh hắn nhất định xảy ra chuyện gì đó. Với thủ đoạn dâm tặc có thể làm Trần Mạn Giao dễ bảo. Sau khi hắn tới thành Khôi Hoàng, từ đó Trần Mạn Giao mới xuất hiện hành động khác thường như thế. Đồng thời lời đồ này nhắc đến Hứa San, ngôn từ không khác nhiều, điểm ra Hứa San bị Bạch Tiểu Thuần dùng thủ đoạn dâm tặc với nàng, đồng thời chứng minh chuyện này xác thực. Từ đó hốt gọn mẹ tam đại tiên nữ. Lời đồn ban đầu là truyền bá trong phạm vi nhỏ, dần là mở rộng ảnh hưởng thật nhanh. Tới cuối cùng, quyền và thiên kiêu đều nghị luận. Có người nghe thấy lời đồn là nổi giận lập tức, không ngừng gào thét, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương, còn có người có vẻ không tin. Mỗi lần có người không tin lời đồn, liền có người đứng ra phản bác. Bạch Hạo là người nào? Là sầm tặc đoạt thê tử người khác. Trần Mạn Giao là lừa lữ tử tuyệt thế, lúc trước rơi vào tay hắn vài ngày cơ bản là xảy ra chuyện. Chứng cứ vô cùng xác thực bằng không, vì sao Trần Mạn Giao khác thường, Hứa San cũng thế. Sầm tặc chết tiệt này là tai họa. Lời đồn càng ngày càng sinh động, đến cuối cùng là thậm chí có người nói có sách mách có chứng. Các loại ngôn từ bộc phát từ quyền quý thành Khôi Hoàng,
sau đó truyền bá cho các hồn tu bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn là dư luận xôn xao. Trần Mạn Dao và Hứa San cũng nghe lời đồn, hai lứa tử phẫn nộ không thôi. Các nàng cũng lên tiếng giải thích lời đồn truyền xa. Các nàng giải thích chẳng khác ném đá vào biển, không sinh ra gợn sóng. Đến cuối cùng các nàng cũng không chịu nổi, Linh Lâm Vương giận dữ an bài một vị địa công thiên nhân tự mình tìm tới Thành Khôi Hoàng mang Hứa San về. Về phía Trần Mạn Dao, vị sư tôn đại thiên sư hạ lệnh mang ủy khuất rời đi. Từ khi hai lứa tử rời đi, đáng lẽ chuyện chấm dứt, hết lần này tới lần khác chuyện càng ngày càng nóng, không ngừng khơi mào lửa giận của thiên kiêu trong Thành Khôi Hoàng. Lửa giận không ngừng điệp ra, cuối cùng là bộc phát trong ngày hôm nay. Bạch Hạo nhất định phải chết, chúng ta phải trừ hại cho dân. Không biết ai là gạo lên đầu tiên, rất nhanh đám thiên kiêu cả Thành Khôi Hoàng lao đi. Đáng ra bọn họ phải mất lý trí, trái lại là tuyệt đại đa số đều là thanh tỉnh. Như cái đám tiểu lang thần Lý Thiên Thắng càng thanh tỉnh, họ phải nắm chắc cơ hội. Thậm chí chính họ là kẻ âm thầm thôi động lời đồn truyền bá ra, cho nên lời đồn càng ngày càng điên cuồng. Chỉ thời gian ngắn ngủi, rất nhiều thiên kiêu quyền quý tham gia, trong đó có một nửa đều là tu vị nguyên anh, còn lại là kết đan. Bọn họ bộc phát sát cơ ngập trời, phóng tới khu 89, phóng tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành cũng ở đó, mắt hắn ầm lánh, nội tâm cười lạnh. Bạch Hạo, ta xem ngươi là chống cự thế nào. Mặc dù chiến lược ngươi có 102, vậy thì thế nào? Ngươi ra tay tổn thương chói đám người này. Đáng tiếc nơi đây không phải là luyện hồn hồ, gia tộc bọn họ sẽ xuất động. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm cao tầng Thành Khôi Hoàng tức giận. Cho dù là có cự quỷ vương làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cũng trả giá thật nhiều. Ngươi cũng có lúc như vậy, ngươi sẽ như chó nhà có tang bị người ta đuổi giết. Cho dù ra tay hay không, người đều thua, không có người nào có thể cứu được người. Chu Hoành nghĩ tới đây nội tâm kích động không thôi. Hắn làm người có thủ tất báo. Trong luyện hồn hồ bị Bạch Tiểu Thuần dẫm nát dưới chân, đây là ác mộng và nhục nhã cả đời của hắn. Hận ý hắn với Bạch Tiểu Thuần là rất sâu. Nhiều lần nếm thử trả thù dù là thất bại, nhưng hắn tự tin lần này có thể thành công. Kế hoạch lần này ta mới chỉ mở ra một chút, cho dù chi trả có trách nhiệm của ta trong đó cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì ngươi trêu chọc quá nhiều người tức giận, cho nên ta chỉ là dẫn đạo vô số người âm thầm thôi động. Bạch Hạo, không chỉ ta muốn giết ngươi, cả Thành Khôi Hoàng đều muốn giết ngươi. Hắc hắc. Chu Hoành cười lên âm hiểm. Hắn cười nói liên tục. Nhìn từ xa, trong Thành Khôi Hoàng có mấy trăm thân ảnh bỏ qua thị vệ bay tới khu 89. Cảnh này bị vô số người thấy. Sau khi nhận ra những người này, tất cả rung động. Về phần những thị vệ kia đều biến sắc. Đó là Trần Hùng, còn có Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Triệu Đồng Sơn. Những người này đều là thiên kiêu. Bọn họ muốn làm gì? Xem ra sắp xảy ra đại sự. Đêm khuya có trăng sáng trên cao, bóng đêm bao phủ Thành Khôi Hoàng. Ánh sáng cũng không quá mơ hồ, nhất là xung quanh không ít đèn dầu đang cháy. Mặc dù không sáng bằng ban ngày, nhưng tu sĩ có thể thấy rõ ràng. Lúc này trong Thành Khôi Hoàng, mấy trăm đạo thân ảnh bay thẳng về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Cửa hàng Bạch Tiểu Thuần hiện đã đóng cửa. Hắn và hồn Bạch Hạo đang nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Bạch Tiểu Thuần đã giải quyết không ít vấn đề của hỏa diễm 17 màu. Trước kia từng luyện vài lần, dù là thất bại cũng có vài phần nắm chắc. Chương 804. Tiểu Thuần giận dữ. Ngày đó, hắn luyện chế hỏa diễm 18 màu, có cảm ngộ trạng thái dùng hóa cảnh. Bạch Tiểu Thuần bị xúc động, thu được rất nhiều dẫn dắt, trao đổi tâm đắc với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào. Từ đó hắn hiểu biết về hỏa diễm 17 màu càng thấu triệt, tiến độ tăng lên không ít. Trọng yếu nhất, hắn có hồn Bạch Hạo tương trợ. Mỗi lần sư đồ hai người gặp khó khăn đều thương lượng với nhau, hôm nay chưa để giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ còn bắt đầu luyện chế, hồn Bạch Hạo nhìn không rời mắt. Một khi thấy luyện chế xuất hiện sai lầm, lập tức nhắc nhở. Dù là tới trình độ như hiện tại, Bạch Tiểu Thuần không có sinh ra sai lầm, nhưng với hồn Bạch Hạo lại nhìn vô cùng chăm chú. Hắn nhìn sư tôn của mình đặt tâm tinh thần vào luyện hỏa, biểu lộ chấp nhất, thần thái nghiêm túc, đều làm hồn Bạch Hạo cảm thán không nhỏ. Mặc dù sư tôn vào lúc bình thường nhìn không đáng tin cậy, vào lúc hắn luyện hỏa rất chăm chú, đây là điểm rất nhiều người không bằng. Nhất là hắn nắm chắc cùng điều khiển cực ổn,
hơn nữa nghiên cứu vô cùng thấu triệt, lúc luyện hòa cực kỳ thành tâm, hơn nữa thường tự hỏi và giải quyết vấn đề. Tất cả thứ này mới là giúp sư tôn đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Hồn Bạch Hạo yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn thì thào trong lòng biết rõ tác dụng phụ trợ của mình, nhưng hắn có thể tin tưởng đổi thành người khác được mình phụ trợ đi chăng nữa, sợ rằng khó có thành tựu và độ cao như sư tôn. Sư tôn, ta nhất định giúp người đạt đến luyện hồn sư thiên phẩm. Mắt Bạch Hạo hiện thần thái kiên định. Về phần tu hành của hắn thì hắn không cần nhắc, bởi vì thiên địa chẳng mà có mấy quỷ tu, chỉ mình hắn là quỷ tu được biết đến mà thôi, cho nên căn bản không có công pháp quỷ tu. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng sốt ruột, sau khi đi tới thành Khôi Hoàng Thầm tìm kiếm, tiếc rằng không có thu hoạch. Dường như Bạch Tiểu Thuần có phương hướng khác, hắn an ủi hồn Bạch Hạo không nên nóng lòng, hắn nhất định trợ giúp đồ nhi của mình tìm công pháp quỷ tu. Nhớ tới sư tôn từng nói lời này với mình, Bạch Hạo an tâm. Hắn biết rõ tuy sư tôn của mình không đáng tin cậy, nhưng hắn đã nói nhất định sẽ làm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu liễm tâm thần, tiếp tục chú ý đến sư tôn luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần đang luyện tới thời khắc mấu chốt, hắn khống chế biển lửa trong phạm vi nhất định cắn nuốt rất nhiều oan hồn. Cho dù hắn điều khiển hay thôi động, theo thời gian trôi qua trong hỏa diễm 16 màu, ẩn ẩn màu mới xuất hiện. Sắp thành. Bạch Tiểu Thuần vui mừng không nhỏ, đang muốn tiếp tục ngừng tụ tâm thần đi điều khiển, lúc này bên ngoài cửa hàng là có tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất chấn động càng có sát cơ khủng bố bao phủ. Bạch Hạo, nhận lấy cái chết. Khi tiếng giống vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài đá cửa lớn vang vào, đạp phá nóc nhà xông vào bên trong. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn đang ở thời khắc mấu chốt chế hỏa diễm 17 màu. Mặt đất chấn động quấy nhiễu không nói, hơn 10 thân ảnh xuất hiện mang sát cơ làm hắn rung động mờ mịt. Lúc này biển lửa 17 màu xung quanh rung động, bởi nội tâm Bạch Tiểu Thuần không tập trung nên bất ổn. Bạch Tiểu Thuần không khống chế nổi, sắc mặt biến hóa, căn phòng hắn bị người ta phá tan. Đáng chết. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa không kịp nghĩ nhiều, biển lửa không khống chế được lập tức bạo phát. Trong lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ kịp bắt lấy hồn Bạch Hạo, lấy quỳ văn hoa ra che người mình. Vào lúc hắn được quỳ văn hoa bảo vệ thân thể, biển lửa 16 màu hỗn tạp 17 màu lộ mạnh kinh thiên, biển lửa bao phủ tứ phía. Hơn 10 thân ảnh thiên kiều xông vào phòng, không nhìn rõ bị hỏa diễm bao phủ, hoảng sợ lùi ra sau, đã muộn. Họ bị biển lửa 16 màu hỗn tạp 17 màu bao phủ. Theo tiếng kêu thê lương vang thầm thầm, hơn 10 thân ảnh biến thành hỏa nhân. Họ lùi ra sau, ba người trong đó không kịp né, không kịp lấy vật phòng hộ, bị biển lửa kinh người bao vây, kêu là thảm thiết. Ngay sau đó là thân thể linh hồn họ đều bị biển lửa cắn nuốt không còn. Người chết. Cảnh này làm không ít hồn tu lùi ra sau chấn động mạnh, mặt biến hóa, biển lửa cuồng bạo bao phủ cửa hàng. Dù là phòng hay sân nhỏ hoặc cửa hàng đều bị đốt thành đất cằn, thậm chí cửa hàng xung quanh bị ảnh hưởng. Ánh lửa trùng thiên, bốn phía xôn xao không nhỏ, nơi xa hơn mới thân ảnh nào đến. Sau khi thấy biển lửa hít lạnh, nghĩ không tới biến hóa đột ngột như vậy. Nhưng hôm nay đã đến thì chỉ có đường, có thể đi là đồng loạt ra tay. Tiểu Lang Thần đứng trong đám người không có ý định xông lên trước, dù tới cũng có ý định ra tay sau, trước mắt chỉ có thể cắn răng quát lớn. Đúng lúc này càng có tiếng gào thét giận dữ vang. Vào lúc biển lửa kinh thiên động địa bùng nổ, Bạch Tiểu Thần xốc quy văn hoa lên, nhìn thấy cửa hàng ngừng tụ tâm huyết của mình, nhìn đồ nhi hao hết tâm từ lần lượt hóa giải nhiều việc, thấy cửa hàng buồn bã náo nhiệt hôm nay trở thành đất khô cằn phế tích, hắn tức giận không gì sánh nổi, mắt đỏ rực, lửa giận thiêu đốt trong lòng như núi lửa bộc phát. Nơi này là nhà hắn, là nơi duy nhất hắn có thể trùng thành trong man hoang, hiện tại không còn, bị một đám côn đồ xông tới hủy diệt. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nổi giận, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn lập tức thu hồn Bạch Hạo vào bảo hộ cho tốt, sau đó trong mắt mang theo tờ máu cùng cố gắng khắc chế bản thân. Trong tiềm thức của hắn phát hiện ra xung quanh đều là kẻ địch, có tới mấy chục người, thậm chí nơi xa còn mấy trăm người chạy tới nơi đây. Tất cả việc này làm Bạch Tiểu Thuần hiểu, chuyện hôm nay chắc chắn là sát cục cuối mình. Nhất nhìn bộ dáng những người bên ngoài đang ra tay, hắn lập tức xác định rõ, áp chế tức giận không ra tay, cầm ngọc giàn truyền âm với cự quỷ vương. Cự quỷ vương biết rõ chuyện này cũng kinh hãi, hắn là người bá đạo, suy nghĩ một chút trả lời Bạch Tiểu Thuần. Chương 805. Thế như trẻ trẻ thượng
Bạch Hạo, ngươi là con rể cự quỷ vương, ta không thể chịu khi dễ như vậy. Đánh cho ta, có lão phù người sợ gì, chỉ cần người không chết là được. Ta sẽ bảo tử mạch giúp người, ta cũng truyền âm cầu thông đại thiên sư, lão phù làm chủ cho ngươi. Nghe cự quỷ vương trả lời, dũng khí bạch tổ thần tăng mạnh, ngẩng đầu, rốt cuộc không áp chế nửa giận trong lòng nữa, lửa giận bộc phát biến thành biển lửa. Lấn nhà ta, hủy cửa hàng ta, là các ngươi bức ta. Tiếng quát bạch tiểu thuần như thiên nổi truyền khắp tứ phía. Thân ảnh hắn nhanh như chớp xuất hiện trước mặt một hồn tu nguyên anh. Hồn tu nguyên anh chính là tiểu lang thần. Cảm thấy hoa mắt, nhìn rõ bạch tiểu thuần liền sợ hãi. Bạch hạo, ngươi nghe ta giải thích ta. Nội tâm tiểu lang thần run rẩy, hắn muốn nổi ra sao. Ngay sau đó bạch tiểu thuần tức giận đấm một quyền. Không phải nhiều sinh cơ sao, lại tới đây tìm phạt tài vạ đúng không? Đều nằm xuống cho ta. Bạch tiểu thuần đấm một quyền, sinh ra tiếng nổ kinh thiên. Mặc cho tiểu lang thần giãy giụa thế nào, thậm chí có phần biến thần phản kháng, cũng không thể cải biến kết quả giống như trong luyện hôn hồ. Tòa thân hắn rung động mãnh liệt, kêu thảm thiết, bị bạch tiểu thuần đạp từ hư không rơi xuống và chạm đất. Ngay cả nguyên anh cũng bị đánh cho xuất khiếu ngất. Một quyền đánh tiểu lang thần rơi xuống đất, thậm chí mặt đất chấn động mạnh, xuất hiện khe hở. Toàn thân tiểu lang thần đầy máu tươi nằm đó không nhúc nhích. Lúc này người xung quanh hít lạnh. Không chờ họ kịp phản ứng, bạch tiểu thuần mang lửa giận, thân ảnh như quỷ mị biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc xuất hiện trước mặt là hồn tu thứ hai. Người cũng xuống cho ta. Trong tiếng hét bì phẫn, sắc mặt tên hồn tu biến hóa đang muốn phản kháng, nhưng hoàng sợ phát hiện nguyên anh mình bất ổn, hay cả vận chuyển tu bị đình trệ. Ngạc nhiên muốn hô to, đáng tiếc chưa kịp hô, theo tiếng lộ mạnh, nắm đấm của bạch tiểu thuần đánh vào và bả vai hắn. Tiếng răng rắc vang, bả vai hắn bị đánh nát, kêu gào đau đớn, sau đó rơi xuống đất giống tiểu lang thần. Chưa có kết thúc, lửa giận bạch tiểu thuần bốc cháy dữ dội. Không có ai chịu nổi khi thấy cửa hàng mình bị mình tân tân khổ sở xây dựng bị người ta phá hủy, nhất là bạch tiểu thuần xin chỉ thị cự quỷ vương càng không cố kỵ. Không chấm dứt, sau khi đánh bại hai hồn tu liên tiếp, bạch tiểu thuần xuất hiện trước mặt tên thiên kiêu quyền quý thứ ba. Hắn là trung niên, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể lùi ra, miệng giận dữ. Bạch hạo, người dám giết ta? Không dám. Mạch bạch tiểu thuần dữ tợn, hắn dùng tiếng gào còn lớn hơn đáp trả, giọng mang khí thế cực thịnh. Tên hồn tu trung niên sững sờ, chớp mắt bạch tiểu thuần tới gần, tay phải tốc độ nhanh bóp cổ tên hồn tu trung niên. Hắn nâng lên, sau đó nện tên hồn tu trung niên xuống đất. Oành, hồn tu trung niên phun máu tươi, suýt nữa nguyên anh trong người bị đập nát, bay ra khỏi cơ thể, ngũ tạng lục phủ sụp đổ hôn mê. Người cho rằng ta ngốc sao? Giết người là lãng phí sinh cơ. Bạch tiểu thuần không thể không biết câu nói của mình không có khí thế, ngược lại cảm thấy mình như vậy là cao minh và thần võ khí phách. Đang muốn ra tay lần nữa, lúc này trải qua một ít thời gian xung quanh người lao tới, bạch tiểu thuần cũng không kịp phản ứng. Tôi bị họ không tầm thường, dù không ít kết đan, cũng là thiên kiêu gia tộc, thực lực vượt xa đồng cảnh. Mặc dù nhìn bạch tiểu thuần cường hãn, họ người đông thế mạnh lúc này quát lớn, đồng loạt ra tay. Dù bạch hạo có lợi hại cũng không có ba đầu sáu tay. Hắn chọc giận nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Hơn 10 người nói lời này, họ là vận chuyển tu bị bấm niệm pháp quyết, đủ loại thần thông xuất hiện, hào quang năm màu hình thành sóng pháp thuật tấn công bạch tiểu thuần. Trong làn sóng pháp thuật có ba pháp thuật hóa thành hỏa long, rất nhiều vòi rồng đường theo đó mà đào quang kiếm ảnh, thậm chí còn có người sử dụng pháp thuật hóa thành khổng tước, hình thành kiếm quang bắn xuyên qua hư vô, bay thẳng vào người bạch tiểu thuần. Phương xa 4-50 thân ảnh đang bay tới tốc độ nhanh nhất, thậm chí có người chưa tới là xuất hiện pháp bảo xuất ra ngoài và thúc giục chúng tấn công bạch tiểu thuần. Càng không cần nói phía sau 4-50 người, bóng đêm khắp tứ phương tám hướng nhiều thân ảnh bay đến, họ từ xa tới gần, mục tiêu đều là bạch tiểu thuần. Đây là sát cục, bạch tiểu thuần thân hãm trong sát cục. Ý thức điểm này, mặt hắn hào quang sáng ngời, thân thể run rẩy không kịp nghĩ nhiều, dù trốn cũng không thoát bởi nhiều người bao vây. Hơn nữa nội tâm hắn không muốn trốn, biện pháp duy nhất là chiến. Dựa vào lực phòng hộ cường đại của thối cốt cảnh mang đến, hắn có thể đấu với đám hồn tu nơi đây. Bạch tiểu thần thở sâu, lưng tay phải xuất hiện vĩnh dạ tán, dưới tác dụng che giấu mặt nạ cải biến hình dạng, người ngoài nhìn không ra chân tướng. Màng vĩnh dạ tán ra, bạch tiểu thần không do dự mở ra, nháy mắt cây dù mở, từng đám lớn pháp thuật thần thông đánh tới. Dù là thuật pháp hay thần thông, dù là đao quang kiếm ảnh đều bị vĩnh dạ tán cản bên ngoài. Thân thể bạch tiểu thần chấn động, mặt hắn đầy tơ máu, lùi vài bước, đáp xuống đất, đáp thẳng bên cạnh ba người tiểu lang thần, cầm vĩnh dạ tán trong tay đâm vào người ba người kia. Dù ba người hôn mê kêu gào thê lương thảm thiết,
thân ảnh họ héo rũ, mắt thường có thể thấy đại lượng sinh cơ bị vĩnh dạ tán hút. Sinh cơ dung nhập vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần, thối cốt cảnh đệ bát trọng Bạch Tiểu Thuần đình trệ cũng tăng lên. Trong ba người này trừ Tiểu Lang Thần, hai tên hồn tu kia mới bị hút lần đầu. Trước kia nghe Bạch Hạo độc ác, hiện tại tự trải nghiệm liền có tư vị vô cùng đặc biệt. Chương 806: Thế như trẻ trẻ hạ. Về phần Tiểu Lang Thần tốt hơn một ít, từng trải nghiệm một lần được gia tộc dùng không ít biện pháp mới giúp hắn khôi phục sinh cơ. Lúc này trải qua lần hai, dù nổi giận miễn cưỡng cố nén, nội tâm của hắn hiện tại chỉ có đau khổ và hối hận khó nói lên lời. Rút vĩnh dạ tán đối kháng thần thông và pháp thuật mọi người, hơn nữa cũng rút sinh cơ đám Tiểu Lang Thần, động tác hắn như hành vân lưu thủy, Bạch Tiểu Thuần không dừng chút nào, thân thể hắn mạnh hơn một chút. Vận dụng hám sơn tràng hóa thành từng đám tàn ảnh liên tiếp, tiếng nổ mạnh ngập trời đâm vào thân thể hồn tu Nguyên Anh. Tên Nguyên Anh kia máu tươi phun ra, thân thể run không nhỏ, muốn đuổi ra sau. Bên cạnh là một tên hồn tu kết đan lại không biết sống chết, giơ ngón tay điểm về Bạch Tiểu Thuần. Dưới ngón tay hắn là một hạt châu màu xanh lá lớn, lắm như là lắm tay bay thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hạt châu xuất hiện làm nội tâm hắn rung động mạnh, biết rõ hạt châu này không bình thường. Tay trái bấm pháp quyết vào hạt châu, vừa điểm vào hạt châu, khống vật pháp ấn trong đó cuốn hạt châu nguy hiểm bay ngược về. Sắc mặt tên hồn tu biến hóa, muốn lùi về sau nhưng muộn, tiếng nổ vang lên, hạt châu màu xanh chạm vào người hắn lập tức vỡ thành khói độc màu xanh lá. Loại độc này kinh người, lời đi qua là mơ hồ. Tên hồn tu kết đan không ngừng kêu là thảm thiết, chỉ duy trì được 2 giây biến thành vũng máu. Hình thần câu diệt. Đám hồn tu xung quanh hít lạnh, cảnh tượng này làm Tiểu Lang Thần nằm trên đất cảm thấy khủng hoảng. Mắt ảm đạm có tinh quang sáng lên. Bắt đầu giết người sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng khó xem. Hắn không muốn giết người, dù hỏa diễm mây bảo màu trước đó giết mấy người, nhưng không, bây giờ là chủ động giết người. Dù là nghiêm khắc mà nói hắn không sai. Bạch Tiểu Thuần lại hiểu gia tộc đối phương không nghe giải thích. Hắn hiểu tình hình có chút tương tự ở luyện hồn hồ, hoàn cảnh lại khác nhau. Không thể mượn được nhờ sương mù bên trong luyện hồn hồ để chạy trốn, đám người kia không thể tìm được mình. Nơi này là thành Khôi Hoàng, hoàn cảnh khác biệt, không có chỗ trốn. Sợ rằng không bao lâu nữa trưởng bối đám tiên kiêu này xuất hiện. Vì thế Bạch Tiểu Thuần chuyển âm cho cự quỷ vương, từ đó hắn cũng khắc chế không giết người. Chỉ là hiện tại không có biện pháp. Giết liền giết, còn có thể thế nào? Lão hổ không phát huy, các người cho rằng ta là mèo bệnh sao? Dù rằng ta không muốn giết người, đây là các người bức ta. Mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn quang, đối mặt với đám hồn tù truyền nhắm vào mình, ánh mắt hắn cũng xuất hiện sát ý, cho nên lập tức ra tay. Nơi đi qua nhiều hóa thành chiến tiền, trở thành hung thú hồng hoàng không ngừng chém giết. Bốn phía từng đạo pháp thuật thần thông bay đến, tiếng nổ vang liên tục. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần đánh một quyền thành âm bạo, thanh âm ngập trời xuất hiện, từng thân ảnh rơi rụng, vĩnh dạ tán lập tức đâm vào từng người hấp thu sinh cơ triệt để. Không có dừng lại, đổi một người khác lục tục hấp thu sinh cơ. Mấy chục hồn tu xung quanh không có người cản được một chiêu quán. Từ xa nhìn lại thấy rất nhiều pháp thuật thần thông, nhưng căn bản không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Dù có người đánh chúng hắn cũng bị vĩnh dạ tán ngăn. Những lời đi quá như thế trẻ tre, huyết hỏa chi quang chiếu rọi thiên địa, thành Khôi Hoàng một đêm này nhất định không bình tĩnh. Nhất là khu vực 89 ánh lửa sáng ngời, tiếng gào thét không ngớt. Mắt Bạch Tiểu Thuần mang sát cơ biến thành đỏ sậm, xung quanh là một đám người nằm xuống, có bộ phận chết, có kẻ không chết, tất cả trọng thương bị hút sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần đứng trong ánh lửa giống chiến thần, mọi người khiếp sợ. Hắn vốn không muốn giết người nhưng mà kẻ khác ép hắn, hắn không thể giết cũng không được. Hắn không muốn gây phiền toái lại tới, thậm chí nhiều lần khi dễ đến tận cửa. Hôm nay hắn càng không muốn ra tay, muốn rời đi, nhưng nhìn thấy xung quanh đều là bóng người, càng nhiều người chạy tới, hắn không thể trốn. Hắn không quen thuộc thành Khôi Hoàng, cho nên không có biện pháp bỏ chạy. Lấn ta, bức ta quá đáng. Thân thể Bạch Tiểu Thần run rẩy, một phương diện tức giận bất bình, một phương diện các lòng sợ hãi không còn cách, chỉ là hy vọng cự quỷ vương cứu mình, bởi vì hắn không thể hóa giải sát cục lần này. Đúng lúc này nơi xa từng đạo thần thông pháp thuật hào quang pháp bảo bay đến. Nhóm thiên kiều quyền quý thứ hai mang sát theo sát tên hồn tu kết đan kia tấn công. Một đám người này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung tàn, tình thế không cho phép họ rút lui, họ cũng không có đường lui, chuẩn bị xuất thủ. Trong tiếng oanh minh, hơn trăm hồn tu thiên kiều nhóm thứ hai từ tứ phương tám hướng tới, trong đó có gương mặt quen thuộc Bạch Tiểu Thuần thấy là Triệu Đồng Sơn, Lý Thiên Thắng có mặt bên trong. Tình thế gấp gáp không cho phép Bạch Tiểu Thuần cân nhắc nhiều,
mắt bộc ra sát ý đáng sợ, chẳng những không lùi còn lao thẳng phía trước, nhìn từ xa thấy hắn mang khí thế đáng sợ lao về trước. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang, giết chóc lại bắt đầu. Bạch Tố Tấn xuất thủ kinh thiên động địa, sắc bén không đỡ được. Những nơi đi qua, bất kỳ người nào đối mặt là phun máu tươi bay ngược ra sau. Hắn cường đại, hung ác và tàn bạo, khắc sâu vào tâm thần nhiều người. Hắn còn mạnh hơn lúc ở luyện hồn hồ. Đây chính là Bạch Hạo. Bạch Hạo chiến thắng tất cả người trong luyện hồn hồ. Hắn thực quá mạnh, nhưng chúng ta nhiều người nơi này là thành Khôi Hoàng. Lúc này nhiều tiếng nói cổ vũ tinh thần vang. Người xung quanh di động thật nhanh, xuất thủ liên tục. Trong lúc nhất thời, thân ảnh hỗn loạn xuất hiện khắp tứ phía, căn bản nhìn không rõ. Mà Lý Thiên Thắng đứng trong đám người lẩm bẩm thi triển pháp thuật, quanh người có xương độc bay ra. Hắn biết Bạch Tiểu Tuần lợi hại cho nên cũng không có tới phía trước, thậm chí chuẩn bị kỹ càng một khi không ổn là trốn đi. Chương 807: Đệ cửu trọng thiên. Trong nháy mắt hắn tính toán, bỗng Lý Thiên Thắng biến sắc, mắt nhìn đám người, mắt Bạch Tiểu Thuần chằm chằm nhìn hắn. Ra đầu Lý Thiên Thắng suýt chóc ra, quen thuộc ánh mắt này, đầu lập tức nhớ đến chuyện xảy ra trong luyện hồn hồ. Bạch Tiểu Thuần cũng dùng ánh mắt này nhìn mình, chỉ là trong nháy mắt, đối phương bỏ qua Chu Hoành, xuất hiện trước mặt mình biến thành ác mộng của mình. Nội tâm Lý Thiên Thắng rối loạn, đột nhiên muốn lùi lại. Lúc hắn lùi, Bạch Tiểu Thuần cười hung ác, thi triển hám sơn trảng lần nữa. Lực lượng nhục thần tăng đến cực hạn, nhục thần phá không, gần như là thuấn si, vĩnh dạ tán phá tàn mọi pháp thuật thần thông đánh tới, bỏ qua tất cả mọi người, nhắm Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng sợ hãi mặt tái nhợt, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần, ác mộng hàng lâm lần nữa. Hắn lập tức lấy túi chứa vật trái tim máu tươi đầm đìa, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, quát lớn bóp nát trái tim. Nháy mắt bóp nát trái tim liền có mùi hương nữ tử xa, ẩn ẩn thân hình nữ tử trống rỗng xuất hiện mang thống khổ bay hướng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, phát hiện thủ đoạn Lý Thiên Thắng không tầm thường. Trái tim kia thế nào cũng giống tim người, thân ảnh nữ tử kia có bộ ngực trống rỗng hiển nhiên bị móc tim. Đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần rút lui, bằng tốc độ cực hạn tránh né thân nữ tử, ném vĩnh dạ tán hóa hào quang bay thẳng phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Thắng không kịp lùi ra phía sau, vĩnh dạ tán biến lớn trong mắt hắn, đâm vào ngực Lý Thiên Thắng, sinh cơ tiết ra ngoài. Lý Thiên Thắng cảm thấy ngực đau đớn vô cùng, chất đất quay cuồng. Nháy mắt tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần cách không điểm chỉ, vĩnh dạ tán bay về. Hắn lập tức điểm mũi chân xuống đất, dưới điểm chân tạo thành tiếng nổ cực mạnh, từng đạo gai nhọn mọc ra đột ngột từ dưới đất, hình thành phòng hộ ngăn cản pháp thuật thần thông. Sau khi làm xong, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, sinh cơ trong người không ngừng gia tăng, lên đến thôi động bất tử cốt thối cốt cảnh, phát động đột phá cửu trọng thiên. Còn kém chút nữa là có thể đột phá. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến điểm này, gai nhọn xung quanh sụp đổ, mấy chục thân ảnh đánh tới. Hắn có chút hoa mắt nhưng không cần nhìn kỹ, cũng không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ biết người xung quanh là kẻ địch. Ầm ầm oanh oanh, tiếng nổ mạnh rung trời vang tứ phía. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, tuấn gì không cần tù bị, chỉ bằng nhục thân là đủ. Kể từ đó linh lực giảm bớt tiêu hao, kiên trì được lâu hơn, lực lượng nhục thân được bổ sung. Đám người xung quanh trong mắt hắn là thuốc bổ. Thanh âm giết chóc, tiếng gào thét bao phủ tứ phía, nàn khắp mọi lời. Nhìn tứ phía quá nhiều người hồn tu, vĩnh dạ tán khó lòng phòng bị toàn diện, cho nên không ít pháp thuật thần thông đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Mặc cho pháp thuật thần thông đánh trên hắn, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại hay ảnh hưởng chút nào, nhất là thân thể giống tiên ma. Hắn có thể không nhìn pháp thuật thần thông đám hồn tu kết đan, điều này làm không ít người hít lạnh. Dù là pháp thuật hay pháp bảo, người này cũng không thể tạo ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần không phải là hơn 10 đạo thần thông đồng thời đánh trúng người, hắn là không cao mày lấy một cái. Mà hơn 10 đạo thần thông có vĩnh dạ tán tồn tại, số Bạch Tiểu Thuần chống cự 1-2, mãn phản kích một quyền là đánh bay một đám người. Chỉ cần vĩnh dạ tán đâm một cái là có thể hấp thu sinh cơ. Đám thiên kiều xung quanh nhìn hắn, đa số không ngờ rằng lại có nguyên anh tu sĩ mạnh đến mức này. Đây là chuyện bất khả tư nghị, nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang đường. Lực lượng nhục thân Bạch Tiểu Thuần làm ra đầu họ tê dại, còn tốc độ của hắn làm họ sợ hãi tuyệt vọng. Hắn còn là người không, chẳng lẽ không có sơ hở? Hắn nhược điểm ở đâu? Tốc độ, nhục thân, sức chịu đựng, phòng hộ đều là tuyệt đỉnh, chúng ta sao mà chiến? Trở mắt nhìn người bên cạnh càng ngày càng ít, hồn tu man hoang hoảng sợ không nhỏ, thậm chí không dám tiếp tục xuất thủ, không ngừng lùi ra sau. Ngay cả Triệu Đông Sơn cũng thế. Vào lúc này hắn bắt đầu hối hận nên lùi vào đám người.
Sợ Bạch Tiểu Thần nhìn thấy mình là nội tâm rụt rè cùng sợ hãi. Tại sao ta lại ngu xuẩn đi chọc tên sát tinh này chứ? Hắn tuyệt đối là đừng nhìn thấy ta. Triệu Đồng Sơn cầu nguyện, phía sau họ là có trăm đạo thân ảnh lao đến, chu hoành trong đó. Họ thấy chiến trường thảm thiết mặt trên mặt đất là không ít thân thể không rõ sống chết, có đám người không ngừng rút lui phân tán bao vây nơi này. Toàn bộ Bạch Tiểu Thuần người đầy thiết huyết, lãnh cốc và bạo ngược đằng sau. Chu Hoành thấy run rẩy, mắt nhanh biến thành vui mừng. Rốt cuộc người cũng giết người, Bạch Hạo lần này xem được ai cứu ngươi. Lúc Chu Hoành tiến tới, Bạch Tiểu Thuần rút Vĩnh Dạ Tán ra khỏi người, một tên hồn tu sinh cơ trong người tích lũy từ số lượng biến thành chất biến. Vào lúc này đầu óc thân thể hắn có tiếng nổ vàng, cảm giác mình đột phá thối cốt cảnh, không còn kẹt ở đệ bát trọng thiên, đột phá đệ cửu trọng thiên. Lúc ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thần thấy Chu Hoành xa xa. Chu Hoành, mắt Bạch Tiểu Thần bắn sát cơ, thân thể lập tức lao về phía Chu Hoành. Cùng lúc đó, quân đoàn cự quỷ ngoài thành Khôi Hoàng, Hồng Trần Nữ ngồi trong đại trướng màu đỏ, sắc mặt nàng thầm âm trầm, tay cầm ngọc giản truyền âm, trong có thanh âm cựu kỷ vương vàng trong đầu nàng. Bạch Hạo này chính là tai họa. Hồng Trần Nữ cắn răng nhận định, nàng cho rằng mình là giúp đối phương một lần. Nếu lần trước không có nàng, sợ rằng Thiên Công Trần Gia đã truy cứu. Dù nàng đã thu lợi trong việc này, nội tâm có chút xúc động nhưng xúc động không sâu. Qua thời gian là lãnh đạm. Giờ nghe đến phụ thân muốn nàng bảo hộ Bạch Hạo, nàng không chút do dự cự tuyệt. Nếu muốn chết thì chết đi. Chương 808 Hoàng tộc bí trận. Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng, đang muốn buông ngọc giản xuống. Ngọc giản là có tiếng nói giận dữ của cự quỷ vương bà vàng. Không biết nói cái gì, Hồng Trần Nữ là trầm mặc, thở sâu cũng đứng lên. Đây là lần cuối ta giúp hắn. Nói xong, Hồng Trần Nữ mang theo tức giận rời khỏi đại trướng, triệu tập hồn tù quân đoàn cự quỷ. Nàng mang theo người bay thẳng hướng thành Khôi Hoàng, tới khu 89. Cùng thời gian, tất cả cường giả quyền quý thành Khôi Hoàng nhào nhào nhận truyền âm thiên kiêu nhà mình, cả đám biến sắc. Thật to gan, nhất là ngày có người chết, phàm là gia tộc có người tham gia trận chiến lập tức phái người ra mặt, thậm chí một ít người tự mình đi qua. Lúc Hồng Trần Nữ và cường giả quyền quý xuất động, Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt hóa thành hào quang lao phía Chu Hoành, đang muốn thoát vòng vây. Chu Hoành biến sắc, biết Bạch Tiểu Thuần lợi hại không tới mức bất đắc dĩ, hắn không muốn đối kháng chính diện với đối phương. Hắn nổi thật nhanh và quát lớn: Bạch Hạo này giết người, Bạch Hạo giết người, hôm nay hẳn chết. Chúng ta cần chính là cản hắn rời khỏi đây. Mọi người cùng nhau xuất thủ cản hắn. Đám người xung quanh nhìn ra vấn đề, nhất là hồn tu tham gia chuyện luyện hồn hồ, biết đây là cơ hội tốt. Giờ phút này nhau nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời pháp thuật mạnh hơn trước quá nhiều, hóa thành tầng tầng sóng lớn bay thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lao nhanh, sử dụng Vĩnh Dạ Tán cản, chẳng những tốc độ không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lúc hắn tới, tay phải vỗ túi chứa vật, tay cầm trường thương màu đen luyện linh 16 lần ra ngoài, nắm trường thương trong tay dựa vào Vĩnh Dạ Tán tiến đến. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, đâm một thương về phía trước. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện khi Bạch Tiểu Thuần đâm đến, tiếng nổ vang vọng tứ phương. Chu Hoành hít lạnh, lùi sau lần nữa. Cùng lúc đó, một thanh niên xuất hiện cạnh Chu Hoành. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đi theo, mặt thanh niên âm trầm, mắt giống như tính trước. Thấy Bạch Tiểu Thuần giết tới, cầm cái la bàn phong cách cổ xưa ra ngoài: Các vị đấu, dựa theo la bàn ta chỉ dẫn quý vị. Thanh niên nói, la bàn trong tay bắn hào quang cực mạnh, bắn khắp tứ phía Bạch Tiểu Thuần một hình chiếu giáng lâm. Trong hình chiếu, hơn trăm điểm sáng vần quanh cơ thể Bạch Tiểu Thuần, thậm chí bay tới thì nó cũng bay theo. Mắt hồn tu xung quanh tỏa sáng, lập tức lựa chọn tới gần điểm sáng và quy vị. Sau khi tên hồn tu đầu tiên quy vị, sau đó xuất hiện một cái quang giáp, càng có từng tia sương mù trống rỗng hiện xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Nhiều người quy vị, thần mỗi người quy vị là có quang giáp, những quang giáp này liên kết với nhau, sương mù xung quanh Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng nhiều, uy áp khủng bố bộc phát. Bạch Tiểu Thuần bị cản bên trong trận pháp, thậm chí Chu Hoành cũng tự mình tham gia, dựa vào lực lượng trận pháp đạt đến lực lượng mạnh hơn. Không phải tất cả mọi người đều tới, đều tiếp tục lựa chọn đối địch với Bạch Tiểu Thuần, nhất là đám người đợt hai như Triệu Đông Sơn bị chiến lực Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Dù thấy Bạch Tiểu Thuần bị trận pháp xung quanh vây cũng do dự không tới gần mà chọn lùi ra sau. Một đám vô dụng. Chu Hoành thấy biểu hiện đám người Triệu Đông Sơn là hừ lạnh một tiếng, không có quan tâm. Đám người xung quanh tụ tập lại một chỗ, vờn quanh trận pháp tạo thành khối thống nhất.
Mỗi lần thi triển trận pháp thần thông là hợp sức của mọi người, uy lực kinh thiên động địa. Mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, không ngừng di động xung quanh trận pháp, quanh người xuất hiện sương mù, tác dụng nghịch chuyển càn khôn, không tìm ra phương hướng hay cảm giác. Việc này còn chưa tính, uy áp từ tứ phương tám hướng càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, có đào quang kiếm quang tới gần. Những kiếm quang này làm Bạch Tiểu Thuần cau mày. Bất kỳ một đạo kiếm quang nào cũng có uy lực không nhỏ, thậm chí xuất ra vĩnh dạ tán, ngăn cản thì thân thể cũng bị đánh lùi lại. Khí huyết toàn thân sôi trào, hắn không thấy bên ngoài những người bên ngoài có nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Triệu Đông Sơn là thấy rõ, đám hồn tu xung quanh không ngừng di động, không gian quanh Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nhỏ. Tưởng tượng được thời gian trôi qua, lực lượng trận pháp càng ngày càng mạnh là thời điểm kiếp sát giáng lâm. Đây là trận gì? Triệu Đông Sơn hít khí lạnh, tâm thần chấn động. Chu Hoành cười lạnh không dứt, di động theo trận pháp cảm nhận lực lượng trong người bị trận pháp hút đi, đồng thời chú ý Bạch Tiểu Thuần trong trận pháp, chú ý tới trận pháp, nhìn thanh niên cầm la bàn liên tục gậy tay lên. Nhị hoàng tử, phái kẻ này tới giúp ta đích thực là đại năng ở phương diện trận pháp. Bạch Hạo, chỉ sợ ngươi không có cơ hội biết được người chân chính đối phó ngươi. Ngoài trừ ta còn có nhị hoàng tử, thậm chí việc này có cả đại hoàng tử ngầm thừa nhận. Ngươi đắc tội không chỉ quyền quý, còn có hoàng tộc. Lúc Chu Hoành cười lạnh, mặt Bạch Tiểu Thuần trong trận pháp khó coi, thân thể hắn liên tục sử dụng hám sơn tràng, bộc phát tốc độ cực hạn nào một hướng. Trong tiếng oanh minh trận pháp chấn động, Bạch Tiểu Thuần bị lực lượng cực lớn bắn ngược trở về, mặt khó coi, nhận ra đây là trận pháp phòng hộ, bản thân mình khó xuyên qua. Chắc chắn trận pháp này là tập hợp của đám người bên ngoài. Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất, xuyên thẳng qua pháp thuật đào quang kiếm ảnh, cảm giác được uy lực của đào quang kiếm ảnh kia không ngừng tăng cường. Sợ rằng không bao lâu uy lực đào quang kiếm ảnh tiếp cận thiên nhân, thậm chí đạt đến thiên nhân cấp. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, skip sợ uy lực trận pháp. Trận này huyền diệu như thế, lại bố trí tốc độ nhanh đến vậy. Bình thường trận pháp uy lực càng cường đại, tốc độ bố trí càng chậm. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, đầu nhớ đến tên thanh niên đứng cạnh Chu Hoành cầm lấy la bàn kia. Chương 809 Thiên nhân một quyển thượng. Người này lạ lẫm, xác định kẻ này không phải là kẻ trong luyện hồn hồ. Các người thật cho rằng chỉ dựa vào trận pháp có thể vây khốn ta sao? Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, mắt điên cuồng, biết không thể trì hoãn. Cơ quỷ vương từng nói hồng trần nữ sẽ xuất giúp hắn, không đợi được. Uy lực trận pháp tăng lên nhanh thần không nói, chờ thêm thời gian là bản thân hắn gặp nguy hiểm. Xem trận pháp các người lợi hại hay bất diệt đế quyền ta cuồng bạo hơn. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi, dưới cái hít thở tất cả khí tức ba động biến mất, tất cả vượt qua cực hạn nào đó, thậm chí sinh cơ trong người bị áp xúc giống dòng sông nghịch lưu, từ đầu đến cuối áp xúc tới đầu nguồn. Tất cả thần thức dò xét không nhận được khí tức Bạch Tiểu Thuần, chỉ là dùng mắt thấy. Lúc Bạch Tiểu Thuần không khác gì nhìn Bạch Tiểu Thuần không khác nhìn thi thể. Triệu Đông Xuân sửng sốt nhìn điểm này. Sau khi Chu Hoành thấy biến sắc, hét lớn, hắn sắp dùng quyền kia. Đám người tạo thành trận pháp xung quanh Chu Hoành một ít, từng tham gia chuyện luyện hồn hồ, mắt thấy một quyền kinh thiên động địa, lúc này đều biến sắc, bộc phát tu vị cao nhất. Một quyền kia là bóng ma bao phủ cả đời họ. Chỉ có thanh niên tay cầm la bàn cười khinh miệt. Hắn chưa thấy qua quyền kia, nhưng nhìn đám Chu Hoành biến sắc, tin tưởng trận pháp mình từ thiên nhân trở xuống không ai đột phá được. Hoàng tộc bí trận há có thể bị một Bạch Hạo phá vỡ? Nhưng họ không biết, bao quát Chu Hoàng cũng không biết, Bạch Tiểu Thuần thi triển bất diệt đế quyền có uy lực hoàn toàn khác trước. So với chuyện xảy ra ở luyện hồn hồ lần trước, lực lượng nhục thân Bạch Tiểu Thuần là tăng lên rất nhiều. Bất diệt đế cuồng cũng tăng uy lực, từ tối cốt cảnh đệ tam trọng đột phá đến đệ cửu trọng thiên. Bất diệt đế quyền bộc phát gấp 4 lần uy lực nhục thân, gấp đôi là dung chuyển tám phương. Giờ gấp 4, uy lực nó là lớn bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần không biết, chỉ biết rõ cho dù là hồng trận nữ tự mình đối mặt quyền này cũng là thụ thương. Mắt Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh chưa từng có, cả người như cây khô. Nắm tay phải hắn nâng lên, tất cả lực lượng áp xúc bên trong. Ngay mắt khi hắn nâng quyền, bên ngoài lắm quyền của hắn xuất hiện vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy giống lỗ đen, ngay mắt nó xuất hiện làm hư vô vặn vẹo, thậm chí kiếm quang vặn vẹo và bị ảnh hưởng sau đó biến mất. Khí tức huyền diệu khó giải thích bộc phát làm nội tâm mọi người sợ hãi. Khí tức dùng cái vòng xoáy làm trung tâm bạo phát tứ phía, bao phủ tám phương và lấp đầy trận pháp. Tâm thần đám người
tạo thành trận pháp cực kỳ rung động, sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi không nhỏ. Thanh niên tay cầm la bàn cũng kiếp sợ biến sắc, la bàn trong tay bắt đầu rung động rất mạnh, dường như là xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Không có khả năng. Thanh niên cầm la bàn nhịn không được là thất thanh, phải biết đây chỉ là hình thức mở đầu của đối phương. Thời điểm đám Chu Hành và thanh niên cầm la bàn hãi hùng kiếp vía, một bá đạo ý ngập trời bao phủ trận pháp. Thân ảnh khổng lồ mặc đế bào mang đế quan, sau khi trải qua mặt nạ che giấu, dù người ngoài nhìn mơ hồ, nhưng mà bá ý hư ảnh tạo ra lấp đầy trận quang. Đám Triệu Đông Sơn đứng xa là rung động quá mạnh, cả đám thở hổn hển, dường như đối mặt thân ảnh kia, vạn vật biến thành nhỏ bé. Nhất là Chu Hoàng, hắn cảm giác rõ ràng, hắn trong luyện hồn hồ tự mình trải nghiệm bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thần một lần. Lần này hắn lại cảm giác thân ảnh kia còn đáng sợ hơn lần trước. Chẳng những chân thật hơn, bá ý hóa thành thực chất, hoàn toàn không phải cái loại luyện hồn hồ có thể sánh, phải nói đáng sợ hơn trước quá nhiều. Cái này. Đột nhiên thân thể Chu Hoành run rẩy không dứt, cảm giác như vậy thì không cần phải nói người khác. Mọi người liên thủ cấu thành trận pháp, lực lượng của hư ảnh kia làm đầu óc họ chấn động quá mạnh. Vào lúc bọn họ không ngừng rung động, Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp ngẩng đầu nhìn lên, mặt không biểu tình, tay phải giơ lên hướng trước, nhìn sương mù mờ mịt đấm một quyền. Lòng hắn thì thầm một câu: bất diệt đế quyền. Ầm ầm. Hư ảnh cao lớn sau lưng hắn là giơ tay phải lên đấm một quyền. Nhìn từ xa căn bản không thấy Bạch Tiểu Thuần, có thể nhìn thấy chính là đế ảnh trong trận pháp. Đế ảnh này cao lớn, mang khí chất chí cao vô thượng, quyền kia có thể tiêu diệt mọi thứ. Khí thế của quyền này khó hình dung, dường như tất cả ngôn từ cũng không thể diễn tả thành lời. Trong mắt Triệu Đồng Sơn, sau khi tích quyền này đánh xuống dường như phiến thiên địa, có thần hàng lâm nhân gian, phong vân biến ảo lùi tán, ý chí kinh người bao phủ vạn vật. Thiên nhân! Triệu Đồng Sơn hốc mồm, mọi người bốn phía cảm giác tim đập chân run. Trận pháp xuất hiện tiếng nổ mạnh ngập trời, âm thanh kèn két không ngừng bộc phát ra xung quanh. Tất cả những người tạo thành trận pháp, ngay cả Chu Hoành bên trong, quang sáp của họ đồng thời xuất hiện vô số khe nứt. Bọn họ cảm giác lực lượng to lớn không cách nào hình dung, giống như là sóng lớn vỗ bờ, lực lượng cường đại như bài sơn đào hải. Họ chỉ là con thuyền nhỏ trên đại dương, hoàn toàn không có biện pháp cản. Lúc quyền kình đánh tới, quang giáp trên người một tên hồn tu trực tiếp chia năm xẻ bảy, nháy mắt bị khi quang giáp biến mất, hắn mất đi phòng hộ kêu to thảm thiết, thân thể bị ngọn núi va vào người, cả người háp máu tươi, đánh văng rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Vào lúc trận pháp sụp đổ, hắn ngoại trừ thừa nhận công kích từ bản thân Bạch Tiểu Thuần, còn phải thừa nhận lực phản vệ từ trận pháp song trọng tổn thương, cho nên là vượt qua chịu đựng của người này. Chương 810: Thiên nhân một quyền hạ. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư, nháy mắt có hơn 20, rồi đến 50, rồi 80, hơn trăm người tạo thành trận pháp kêu là thảm thiết, thân thể bị đánh bay, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ gần như tàn nát. Nhất là tu bị sụp đổ, đâm vào đất hoặc kiến trúc xung quanh tổn thương nặng nề, làm họ hấp hối. Chu Hoành kiên trì tới cuối cùng vẫn phun máu tươi tung tóe, toàn thân gần như sụp đổ lùi sau trận pháp sụp đổ. Khi trận pháp sụp đổ, thanh niên cầm la bàn bị phản vệ, la bàn trong tay chia năm xẻ bảy, bản thân hắn cũng bị phản vệ. Lúc này thân ảnh hắn biến thành giả nua, tóc biến thành màu xám, phun máu tươi không dứt, trong máu mang mảnh vụn nội tạng. Dù sao hắn là người điều khiển trận pháp, phản vệ lớn hơn người khác quá nhiều, cho dù là sử dụng bí pháp hóa giải phản vệ vẫn chưa đủ. Vào lúc này tuyệt vọng cười thảm, thân thể lộ tung, hình thần câu diệt. Một cơn cuồng phong quét ngang qua trận pháp, cuồng phong quét sạch thiên địa, thanh âm ầm ầm vang tứ phía, nhấc lên vô số cuồng phong đáng sợ. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bước khỏi trận pháp, đầu tóc hắn rối loạn, thần không có bá ý như ban đầu, cũng không có nguy cơ làm người ta kinh khủng, hết lần này tới lần khác biến thành tiên ma trong mắt mọi người. Nháy mắt hắn ra, Triệu Đông Sơn rít một tiếng, tâm thần bừng tỉnh, lùi ra sau thật nhanh, không dám tới gần. Đám người còn lại tránh đi thật xa, họ là bỏ chạy tứ tán như con thỏ bị chấn kinh, cảm giác nội tâm sợ hãi vô cùng, bởi Bạch Tiểu Thuần mang cho họ cảm giác nguy hiểm quá lớn. Không quan tâm đám Triệu Đông Sơn bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần hít thở bất ổn, một quyền vừa rồi móc rỗng toàn bộ lực lượng hắn, tiêu hao hết lực lượng nhục thân, nếu không phải tu bị vẫn còn,
Sùng Tu bị điều khiển thân thể sợ rằng là không có lực nhấc nổi ngón tay. Nháy mắt khi bước ra trận pháp, Bạch Tiêu Thân vận chuyển Tu bị bay tới đám người đánh bay. Hơn trăm người tạo thành trận pháp đều trọng thương, lúc này lại bị Bạch Tiêu Thuần chấn nhiếp tâm thần. Dù Bạch Tiêu Thuần tiêu hao hết lực lượng nhục thân, Tu bị vẫn còn nhất cổ khí tắc bắt đám người, trong này cả bao gồm Chu Hoành, đồng thời ném cùng một nơi. Làm xong xuôi mọi chuyện lại cảm thấy mệt mỏi, Bạch Tiêu Thuần tạm dừng vận chuyển Tu bị, mắt nhìn cảnh vật hoa mắt. Hắn là dùng sức cắn đầu bảo trì thanh tỉnh, thở hổn hển nhìn chằm chằm hơn trăm người trước mặt. Hết lần này đến lần khác các ngươi là khinh người quá đáng. Bạch Tiêu Thuần cắn răng lên tiếng, giọng khàn khàn. Sắc mặt đám người ở đây tái nhợt, nhất là Chu Hoành nhìn qua Bạch Tiêu Thuần như gặp ma, thực sự không dám tưởng tượng vì sao người trước mặt mạnh đến mức hắn không thể tin nổi, quá sức không thể tưởng tượng. Thần thông gì đó trong Nguyên Anh, làm sao có loại bí pháp này, rốt cuộc là quyền gì? Nội tâm Chu Hoành gào thét, mặt hắn tái nhợt. Cũng hiểu rằng Bạch Hạo không ngừng mạnh hơn, mà hắn trong bất tri bất giác là yếu hơn rất nhiều. Một quyền kia chính là ác mộng của hắn. Vào lúc này chẳng những ác mộng không mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng biến thành ma chú bao phủ tâm thần hắn. Chẳng những hắn như vậy, đám người nơi đây cả đám chằm chằm nhìn Bạch Tiêu Thuần, cả đám là da đầu tê dại hãi hùng cực hạn. Trong bọn họ rất nhiều người là nghe Bạch Tiêu Thuần cường hãn. Hiện tại họ cảm thấy truyền ngôn như vậy không chính xác. Bạch Hạo không phải là cường hãn mà là biến thái. Hắn không phải là người. Bạch Tiêu Thuần điều chỉnh hơi thở, hít thở nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ánh mắt đầy tơ máu chằm chằm nhìn đám thiên kiều trước mặt. Hắn lập tức ăn một viên tạo hóa đan, toàn thân chấn động. Tạo hóa đan thật quá vi diệu, chẳng những tu bị hắn khôi phục nháy mắt, dù là thể lực chưa có khôi phục hoàn toàn nhưng tốt hơn không ít. Hắn thở sâu cẩm vĩnh dạ tán tới trước mặt một tên hồn tu, trong mắt hoảng sợ tên kia đầm xuống. Nháy mắt sinh cơ tràn ra thân thể Bạch Tiêu Thuần rung động, lực lượng nhục thần khôi phục một ít, mà tên hồn tu kêu thê lương thảm thiết, thân thể héo rũ nháy mắt. Cũng may sát tâm Bạch Tiêu Thuần giảm đi sau khi vận dụng bất diệt đế quyền, lúc này rút vĩnh dạ tán đi tới người khác. Ra đầu đám người kia tê dại, dù là trải qua chuyện luyện hồn hồ hay là chưa từng trải qua, lúc này cả đám không ngừng la hét. Bạch Hạo, chuyện gì cũng từ nói chúng ta. A à! Bạch Hạo, ngươi không thể như vậy, ngươi hút ta một lần trong luyện hồn hồ, ngươi không cần. A à! Bạch Hạo, ngươi dám can đảm giết ta? Ngươi dám? Lão tổ nhà ta là thiên công. Bạch Hạo, nơi đây không phải là luyện hồn hồ, nơi này là thành Khôi Hoàng. Đủ loại thanh âm có cầu khẩn, có gầm thét, có uy hiếp không ngừng quanh quẩn không xa nơi đây. Các chủ cửa hàng xung quanh lén lén nhìn ra ngoài cũng hít khí lạnh. Thực tế bọn họ đã chú ý cuộc chiến từ đầu, thật sự là không chú ý cũng không được, bởi xảy ra ngay trước cửa hàng họ. Lúc này thấy Bạch Tiêu Thần dũng mãnh như vậy, một người đánh tàn mấy trăm người, bọn họ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Cảm giác Bạch Hạo này là mãnh nhân đương thời không thể trêu chọc. Thực tế không phải Bạch Tiêu Thần cường hãn đến mức này, nếu mấy trăm người thực sự tới cùng lúc, đồng loạt ra tay Bạch Tiêu Thần không chết cũng trọng thương. Nhưng bọn họ chia làm 3-4 nhóm, hơn nữa một phần bỏ chạy như Triệu Đông Sơn, cho nên Bạch Tiêu Thần mới là dùng sức một người đánh tàn tất cả. Trận pháp đã ép Bạch Tiêu Thần dùng toàn lực, chỉ có thể thi triển bất diệt đế quyền, cũng may là còn tạo hóa đan, bằng không Bạch Tiêu Thần là không có biện pháp. Hiện tại hắn là tức giận, khi nhìn đám thiên kiều trước mặt, mỗi người đều bị đâm một cái, nhất là đám người Chu Hoành, Bạch Tiêu Thần càng hung ác, liên tục đâm vài lần, tiếng kêu thảm thiết vang liên tiếp. Chỉ có Chu Hoành cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu, hắn chỉ chằm chằm nhìn Bạch Tiêu Thần. Chương 811 Màn Hoàng Khắc Tà. Thế nào, còn muốn nói gì sao? Con bà nó chứ, ban đầu lúc ở luyện hồn hồ là người gây phiền phức, trước đó Tôn Nhất Phàm và Từ Mã Đào là người an bài, hôm nay người bố trí màn kịch này. Bạch Tuần trợn mắt nhìn sang, hắn cắn răng muốn diệt Trụ Hoành, lúc lại cân nhắc tới lão tử đối phương. Nếu người không có lão tử là bán thần, Bạch Gia Gia sớm diệt sát người. Bạch Tiểu Thần hừ một tiếng lại đâm người Trụ Hoành thêm mấy lần. Tới lúc hút Chu Hoành chỉ còn một tia sinh cơ, thôi cốt đệ tử cửu trọng người đột nhiên sinh ra sóng gió. Bạch Tiêu Thần lập tức dừng tay, cảm nhận cảnh giới bất tử cốt trong người sinh ra dòng nước ấm, nháy mắt chạy khắp xương cốt toàn thân, du tẩu toàn thân, thân thể rung động, cảm giác nhục thân mình dù là lực lượng hay phòng ngự là tăng gấp mấy lần. Đồng thời đột phá cảnh giới thối cốt cảnh chân chính, bước đến trong lực cốt cảnh. Hừ, các người có bối cảnh, ta cũng có bối cảnh.
cảnh giới bất tử cốt tăng, nếu đổi là lúc khác, làm Bạch Tố Thần kích động, dù hiện tại nói thế, lòng lại tâm thần bất định, sầu khổ không nhỏ. Cự Quỷ Vương, lần này người phải đáng tin cậy à? Không phải như vậy ta gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù ta không phải con ngươi, nhưng cũng là con rể đấy. Đều nói con rể là một nửa con trai. Bạch Tiểu Thần thở dài, cảm thấy phiền não vô cùng. Lần này hắn là ủy khuất thật sự, hoàn toàn là tay bay vạ gió, chẳng hề làm gì đang luyện hỏa trong cửa hàng, hết lần này đến lần khác lại có vấn đề, tất cả mọi người chạy tới gây sự. Ta có thể làm sao? Không hoàn thủ thì ta bị giết. Ta cũng không muốn giết người, đó là ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng khổ cực, hết lần này đến lần khác không thể chạy, một khi chạy là không có đất dung thân. Nghĩ tới nếu mình lăn lộn tới mức cả Man Hoang truy nã, lại không thể bại lộ thân phận nói cho người khác biết mình là Bạch Tiểu Thuần, nếu thật đến mức đó ta cũng là quá thất bại. Man Hoang khắc ta, hai cái thân phận đều bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây muốn gào khóc, sau đó phát sầu với tu vị của mình hiện tại không dám đi luyện linh nguyên anh, bởi luyện sẽ phát hiện ra hắn là Bạch Tiểu Thuần. Làm sao bây giờ? Ai, đầu to rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhanh chóng truyền âm cho Cựu Quỷ Vương, nói đối phương biết mình giết người. Cựu Quỷ Vương im lặng thật lâu mới mắng Bạch Tiểu Thuần vài câu, hắn nhanh đi xử trí. Nghe Cựu Quỷ Vương còn có thể chửi mình, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy an ủi trong lòng, suy nghĩ không uổng công mình trung thành tuyệt đối với Cựu Quỷ Vương. Còn Hứa San cùng Trần Mạn Giao, hai người này chính là mầm tai vạ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến tranh đấu lúc trước, tiếng kêu gào của đám người này vây công, hắn hiểu ra không ít. Các làng dẫn phiền phức tới, chính mình lại chạy đi. Bạch Tuần nghĩ tới đây là liền ủy khuất cùng phiền muộn. Lúc này hắn biến sắc, ngẩng bầu trời đang sinh ra tiếng nổ vàng, một đạo uy áp kinh người bốn phía giáng lâm. Trên bầu trời xuất hiện hai gương mặt thật lớn, một trung niên, một lão giả. Sau khi bọn họ xuất hiện liền có khí tức thiên nhân bạo phát, tạo thành phong tỏa thiên địa xung quanh hoàn toàn bao phủ nơi này. Thiên nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt, biết người gia tộc đám thiên kiều tới, mà hai vị thiên nhân hiển nhiên là thập đại thiên công trong thành Khôi Hoàng. Hai thiên nhân vừa hiện, nhiều khí tức nửa bước thiên nhân bốn phía bay tới, thậm chí cảm giác nguy cơ giống như là sát cơ tập trung, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hai thiên nhân, chín nửa bước thiên nhân cùng vô số hồn tu, nội tâm Bạch Tiểu Thuần nói thầm một tiếng, hiểu được nơi này là thành Khôi Hoàng, cũng là nơi tụ tập cường giả Man Hoang. Cho nên nhìn như thiên nhân thường xuyên xuất hiện, thực tế cả Man Hoang cũng chỉ là có một ít thiên nhân vậy thôi. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, đám châu hành xung quanh hắn gầy ra bọc xương. Sau khi nhìn thấy hai thiên nhân, nhiều người khác dù thân thể hiện tại không thể động đậy, mắt họ là xuất hiện niềm vui không nói lên lời. Thời khắc này bầu trời hai thiên nhân hiện, bọn họ nhìn đám người xung quanh Bạch Tiểu Thuần, thấy dáng vẻ bị hút sinh cơ, nhất là trong đó có dòng dõi mình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt chằm chằm nhìn Bạch Tiểu Thuần, nghe mắt thấy Bạch Tiểu Thuần liền sinh ra sát ý. Với thân phận họ hiện tại không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần bày ra tư thái là đủ. Bắt Bạch Hạo lại. Tên nam tử trung niên, tu vị thiên nhân lên tiếng, lúc nói chuyện mang theo uy áp thiên địa, tiếng nói quanh quẩn khắp tứ phương. Hắn vừa ra lệnh là chín thiên hầu lửa bước thiên nhân bộc hiện phát sát ý. Bọn họ cũng nhìn thấy thiên kiều dòng dõi mình nằm ở bên dưới, nhất là hai cái thiên hầu trong đó đỏ mắt. Hiện nhiên dòng dõi họ đã bỏ mạng nơi đây. Hiện tại thiên công lên tiếng, chín người hóa thành chín đạo hào quang bay thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập không kịp nghĩ nhiều, nhắm mắt thân thể lùi sau. Vào lúc hắn rút lui, vị trí hắn đứng có tiếng lộ kinh thiên vang, đại địa sụp đổ, hư vô đổ sụp trực tiếp toái diệt. Nếu hắn tránh chậm một chút nhất định bị liên lụy bên trong. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hiện tại hắn không còn biện pháp, chỉ là tin tưởng Cựu Kỳ Vương xử lý việc này. Hắn lùi phía sau. Chí thiên hầu lửa bước thiên nhân đồng thời tấn công. Chính người này không có giống Tiểu Thắng Vương lúc trước. Tiểu Thắng Vương công tôn dịch lúc trước đánh với Bạch Tiểu Thuần một trận là lầm trận đột phá, mới tiến vào cảnh giới còn chưa vững chắc, mà chính người này thân là thiên hầu, chẳng những nửa bước thiên nhân triệt để, còn là tự thân đắm chìm trong cảnh giới nhiều năm, là người nổi bật trong nửa bước thiên nhân. Bất kỳ người nào cũng có thể so sánh với Bạch Lân. Nếu đơn thường độc mã, Bạch Tiểu Thuần nắm chắc chiến thắng. Hiện giờ 9 người đồng loạt ra tay, làm hắn khiếp sợ chỉ có thể rút lui mà thôi.